khởi. Không được, vẫn là Di Mario. Dứt điểm. Ba. Cầu thủ ghi bàn không ai khác lại là hậu vệ phải Hồ Tấn Tài, người con của Bình Định. Sau rất nhiều năm không chơi cho đội bóng quê hương thì Hồ Tấn Tài đã trở về với Top 11 Bình Định. Và hôm nay một lần nữa anh lại ghi bàn. Bàn thắng thứ hai của Hồ Tấn Tài ở mùa giải năm nay. Thật sự Hồ Tấn Tài là một hậu vệ, nhưng cảm giác và không gian ghi bàn của Hồ Tấn Tài thì thực sự là rất nổi bật. Sân Quy Nhơn gần như nổ tung sau bàn thắng vừa rồi của Hồ Tấn Tài. Ở mùa giải trước thì Hồ Tấn Tài là một hậu vệ, nhưng anh cũng đã có 3 bàn thắng tại V-League năm 2020 cho BK Mix Bình Dương. Và mùa giải năm nay mới chỉ qua 4 vòng đấu thôi thì Hồ Tấn Tài đã có cho mình 2 bàn thắng. Số bàn thắng mà nhiều tiền đạo còn phải ao ước. Quá đẳng cấp. Thật sự là quá đẹp. Các tiền đạo nếu xem tình huống dứt điểm này của Hồ Tấn Tài thì sự thì còn phải học rất nhiều. Thí Sơn dứt điểm. Thêm một lần nữa, hình ảnh này cho thấy sự thất vọng cực kỳ của huấn luyện viên Petrovic. Hoàng Anh đã khiến cho đôi chân của huấn luyện viên Petrovic không còn đứng được nữa. Ông đã đổ sụp bên ngoài đường biên. Một tình huống dứt điểm từ tuyến này, không một cầu thủ đánh chặn nào của Đông Hoàng Thanh Hóa ngăn chặn. Chúng ta xem lại tình huống chuyền bóng của Phi Sơn. Không một ai chọc kèm Lý Công Hoàng Anh cả. Các tiền vệ đánh chặn của câu lạc bộ Đông Hoàng Thanh Hóa đã để quên Lý Công Hoàng Anh trong pha bóng này. Đó là vai trò của Hữu Dũng, là của Lê Phạm Thành Long và cả của Pinto nữa. Dứt điểm quá thoải mái luôn. Và ngay sau pha dứt điểm này, ngay sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2, huấn luyện viên Petrovic đứng không còn vững. Pha dứt điểm thực sự là quá hay. Đây là hình ảnh mà chúng tôi đang đề cập đến. Đó là sự thất vọng. Quốc Vương và Paulo Pinto. Quốc Vương! Bàn thắng dành cho Đông Á Thanh Hóa và đội khách vươn lên dẫn 1-0. Một pha đá phạt quá đẹp mắt của Quốc Vương. Đó là bàn thắng thứ 16 của Đông Á Thanh Hóa mùa này. Họ nằm vào trong top các đội bóng có hạng tấn công tốt nhất. Niềm vui của suýt các cổ động viên Thanh Hóa đang có mặt trên sân vận động Quy Nhơn. Và lần thứ hai liên tiếp trên sân nhà đội bóng của huấn luyện viên Đức Thắng bị đối phương vươn lên dẫn trước. Vẫn là một quả đá phạt. Vòng đấu thứ 9 là quả đá phạt của Hoàng Đức, câu lạc bộ Viettel. Và vòng đấu này là quả đá phạt trực tiếp của Quốc Phương. Môn Vũ Tuyên Quang đã làm tất cả nhưng không thể ngăn chặn được bàn thắng vô cùng đẹp mắt này. Đó là pha lập công thứ hai của Lê Quốc Phương mùa này. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa bàn thắng của Lê Quốc Phương. Bóng đi vào góc khó. Ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Đông Á Thanh Hóa đã vượt lên. Của BKM Bình Dương, Tô Văn Vũ. Tô Văn Vũ xuất ra, tuyệt vời. Tuyệt vời. Đó là một cú đá rất bất ngờ. Ngay cả bản thân tôi cũng đã bất ngờ khi Tô Văn Vũ quyết định tung ra cú đá ở cự ly như vừa rồi. Một pha bóng mà cựu đội trưởng của BKM Bình Dương không thường xuyên thực hiện ở mùa giải năm ngoái. Nhưng lần này anh đã tự tin tung ra một cú đá rất kỹ thuật. Ở phút thứ 15, Tô Văn Vũ đã có bàn thắng nâng tỷ số lên, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Một pha ghi bàn đẳng cấp, rất kỹ thuật và đẹp mắt. Ở cú đá thứ hai của đội chủ nhà thì BKM Bình Dương đã có bàn thắng mở tỷ số. Thực sự là khó trách Thành Diệp trong pha bóng này. Tô Văn Vũ đã có một pha xử lý hay, rất quyết đoán. Một pha
dẫn bóng và sút bóng theo đúng kiểu Ronaldo từ cánh trái, lắc vào trung lộ và tung ra cú đá mu lay má. Pha ra chân rất nhanh, bóng đi căng và lạng. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng lại cú đá này, một cú đá đúng theo kiểu Ronaldo, bóng đi căng và sau đó thì cụp xuống một cách rất nhanh, vượt ra khỏi tầm. Ít phút trước chúng ta còn thấy Đình Châu nằm trên sân và cần đến sự Phạm Văn Đức. Nguy hiểm, tuyệt vời, siêu phẩm của Phạm Văn Đức, không thể có gì tả được với niềm vui của Văn Đức lúc này. Màn trình diễn có thể nói là 10 điểm trọn vẹn của Văn Đức, cho dù lúc này mới là phút thứ 65 của trận đấu. Một mình Văn Đức đã đánh bại LV Đà Nẵng với hai siêu phẩm. Trước sự bất lực của thủ thành Tuấn Mạnh, ngay cả việc mà đưa ra quyết định giảm dứt điểm ở vị trí mà Văn Đức đang có cũng là một điều quá tuyệt vời. Và không những thế, anh còn biến những suy nghĩ, những hành động của mình thành hiện thực một cách hoàn hảo. Bàn thắng quá đẹp của Phạm Văn Đức, cú cứa lòng mẫu mực về phía góc cao, bóng đập vết trong cột dọc và bắn thẳng vào lưới. Bản thân tôi cũng không nghĩ rằng Phạm Đức có thể dứt điểm trong pha bóng vừa rồi, nhưng pha xử lý thực sự là mẫu mực và xem đi xem lại không biết chán. Chặt bóng bằng chân trái, chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa. Hãy lặng im và chiêm ngưỡng. Cả hai bàn thắng của Phạm Đức đều là hội tụ của những tinh hoa. Một trận đấu như thế này thì họ sẽ nghiên cứu nhau rất kỹ. Xuân Trường, một công dành cho Hoàng Gia Lai. Đội trưởng của Hoàng Gia Lai đã lên tiếng và giúp cho Kiev Tỷ Sắc mang lại niềm vui cho các cổ động viên phố núi. Tỷ số là 1-0 trước cả hai đối thủ mà ban lãnh đạo của Anh Gia Lai nói rằng họ cần phải vượt qua để chứng tỏ rằng mình có phải là ứng cử viên hay không, là SHB Đà Nẵng và Hà Nội, thì bàn thắng bằng tỷ số đều đến từ những tiếng sút xa. 1-0 Lương Xuân Trường. Đó là pha lập công đầu tiên của trận đấu được rất nhiều người chờ đợi này. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa tình huống sút xa của Lương Xuân Trường. Dứt điểm hóc để đánh bại thủ môn Bùi Tấn Trường. Đó cũng là cự ly mà Văn Toàn đã ghi bàn vào lưới của Tuấn Mạnh trên sân vận động Hòa Xuân. Và đó là giải pháp mà huấn luyện viên Kiatisak đã động viên các học trò của mình cần phải tự tin và quyết đoán hơn để tìm kiếm cơ hội dành cho mình. Vẫn đang là đội bóng áo vàng. Đó sẽ là một tiếng dứt điểm từ xa. Bàn thắng dành cho Nam Định. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Cơ hội đầu tiên của họ ở trong trận đấu ngày hôm nay đến từ một tiếng sút xa. Và bây giờ thì bàn thắng đầu tiên của họ cũng đến từ một bóng như vậy. Niềm vui lần đầu tiên cho các cổ động viên Nam Định trước khi Hoàng Xuân Tân có tình huống dứt điểm từ xa. Thì một pha va chạm mang tính chất giữ chân của cầu thủ áo trắng đã tạo ra khoảng trống cho Hoàng Xuân Tân. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống sút xa thành bàn của Hoàng Xuân Tân. Sau một nhịp quan sát, Hoàng Xuân Tân đã quyết định. Dario Junho. Dario Junho, pha solo của Junho. Rất nguy hiểm, tỷ số là 2-0, một pha solo tuyệt vời của Dario Junho. Thi đấu tương đối bế tắc và nhạt nhòa trong suốt quãng 70 phút thi đấu. Nhưng Dario Junho đã có một pha solo tuyệt vời. Những cầu thủ Brazil thường là như vậy. Họ thi đấu mang đậm tính chất biểu diễn, nhưng đó lại là những gì mà người hâm mộ được hưởng lợi. Một pha solo qua 5-6 cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của Dario Junho. Những pha chơi bóng thiếu quyết liệt của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, phần nào họ sợ phạm lỗi trong cuộc 16-50. Chúng ta cùng xem lại pha đi bóng của Dario Junho. Hai cầu thủ
3, 4. Một pha dứt điểm treo góc đánh bại Dương Quang Tuấn. Lần này sẽ là quả đá phạt của Hoàng Đức. Rất nguy hiểm, bàn thắng dành cho Việt Theo. 1-0 dành cho đội khách. Hoàng Đức là người đã tạo ra tính đột biến với quả đá phạt của mình. Bóng đi thẳng về khung thành của thủ môn Vũ Tuyên Quang. Tình huống phạt đáng sai của thủ môn đã chơi rất hay ở vòng đấu trước. Cuối cùng thì Việt Theo cũng đã có được bàn thắng để vươn lên. Một pha bóng cố định đã giải quyết tất cả. Và tính bất ngờ được tạo ra từ cái chân trái của Hoàng Đức. Bàn thắng đầu tiên của Hoàng Đức tại V-League mùa này. Tính bất ngờ đã được tạo ra từ quả đá phạt vừa rồi. Một cú đá thẳng về khung thành đối phương. Và chắc chắn là huấn luyện viên Đức Thắng sẽ phải có sự thay đổi ngay lập tức. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú chào bóng này của Hoàng Đức. Quả bóng đã tạo ra sự bất ngờ. Thủ môn Vũ Tuyên Quang đã có một bước bắt bài cho một pha bóng phối hợp. Nhưng Hoàng Đức thì dứt điểm thẳng về khung thành của Top Line Bình Định. Tỷ số là 1-0. Phạm Văn Đức lại một lần nữa rất trống trải. Tuyệt vời! Tôi đã cảnh báo FC Đà Nẵng về Phạm Văn Đức nhưng có vẻ như là họ không nghe thấy. Một lần nữa Phạm Văn Đức tự chọn cho mình một khoảng trống. Một lần nữa Phạm Văn Đức khống chế bước một hoàn hảo. Và cùng với đó là một pha ra chân ở chất lượng rất cao, ở đẳng cấp rất cao. Một bàn thắng cực đẹp của Phạm Văn Đức. Chắc chắn sẽ là ứng cử viên cho bàn thắng đẹp của vòng đấu này. Và không những thế, nó còn là ứng cử viên cực đẹp cho vòng đấu. Không có thể có gì để bàn cãi về bàn thắng này. Thực sự là một siêu phẩm. Siêu phẩm ở đẳng cấp quốc tế. Và đỡ bóng bước một rất vừa vặn để bóng nảy lên phía trước mặt. Ngay sau đó là một cú vuốt bóng ở đẳng cấp rất cao. Phạm Văn Đức đã trải qua một quãng thời gian tương đối khó khăn bởi những chấn thương và có bàn thắng. Chúng ta hãy cùng quan sát lại bàn thắng này một lần nữa ở một góc quay cực kỳ đẹp mắt.